chào các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu hai sản phẩm, đó là đèn cảm ứng chuyển động KT001 và DS37A. Đây là hai sản phẩm. Hai sản phẩm này để ứng dụng là bật tắt đèn theo cái chuyển động của người hoặc là của vật đi qua trong vùng của nó. Thì bây giờ mình sẽ nói qua về cái thông số kỹ thuật của hai sản phẩm này. Đầu tiên là đèn cảm ứng chuyển động DS37A, giá là 120k. Sản phẩm gồm một miếng dán này. Miếng dán này để mình dán vào tường. Đó. Còn một quyển sách hướng dẫn này. Miếng nam châm để mình gắn lên các cái đây đó, mình có thể gắn lên các cái bề mặt kim loại. Về sản phẩm này sử dụng áp từ 3 đến 4,5 V. Đây thì ở đây là mình sử dụng mình sẽ cần 3 củ pin, 3 con A đây, pin này. Còn sản phẩm này rất là tiết kiệm điện năng, công suất của nó chỉ tầm 0,3W. Về khoảng cách phát hiện vật là khoảng 3 mét, góc quét là 100 độ. Đây, kích thước là khoảng 80 em lại 26mm. Và sản phẩm thứ hai này là đèn cảm ứng chuyển động KT001, giá 210. Đây là sách hướng dẫn này. Thì sản phẩm này đây, có thêm một tấm pin năng lượng mặt trời, tức là mình không sử dụng, khi nào mà hết pin thì mình có thể nạp điện bằng ánh sáng mặt trời. Đây, rất tiết kiệm. Đây là cảm biến này. Cái thiết bị này thì sử dụng nguồn khoảng 3,7V, bên trong đã có pin sẵn rồi. Công suất thì 0,5W và khoảng cách phát hiện vật là từ 3 đến 4 mét, góc quét là 120 độ. Và đặc biệt, điều đặc biệt ở sản phẩm này là đây có chế độ on này. On là mình bật lúc nào nó cũng sáng thì mình có thể sử dụng như một cái đèn pin. Và đây là tắt này, và chế độ auto này. Auto là để mình sử dụng cái chức năng cảm ứng chuyển động của nó đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành test. Thì hai sản phẩm này thì chỉ hoạt động ở ban đêm, mình sẽ vào một phòng tối để test cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ test cái con DS37A trước. Đây, mình đang ở phòng tối. Khi vật chuyển động đến này. Đó. Đèn sẽ sáng khoảng từ 15 đến 25 giây. Rồi tự động tắt. Khi mà không có vật chuyển động qua. Đó, thì lại khi có vật chuyển động qua đây. Đó. Các bạn có thể lắp nó vào nhà vệ sinh hoặc là các cái hành lang hoặc là ở bàn làm việc cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ test cái đèn cảm ứng chuyển động KT001 đây. Thì hiện mình đang ở trong phòng tối, thì khi chuyển động qua cái đèn này nhá, thì góc quét của nó là khoảng 120 độ. Thì khi mà có vật chuyển động đến đó, đèn nó sáng. Thì nếu mà vật có vẫn chuyển động ở đấy thì nó vẫn cứ sáng, còn nếu mà không có vật, không có người đi qua, không người chuyển động thì
khoảng 15 đến 25 giây là đèn sẽ tự tắt. Các bạn có thể ứng dụng nó đặt ở các cái hành lang và trong nhà vệ sinh đây. Đó. Rất là đẹp. Thì ngoài ra các bạn có thể sử dụng nó dùng như một cái đèn pin đây. Đây là cái DS37A và con KT. Thì khi con KT này nó sử dụng như một đèn pin thì bạn có thể bật sang chế độ on, tức là luôn bật. Trông như siêu nhân. Đó. Này cũng thế. Thì mỗi con có một cái đặc điểm riêng, các bạn có thể tham khảo. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.